Đặc sư nói cho mấy nói cho hết. Cho tôi hỏi là khi mà sư có tư tưởng về xuất gia thì cái này là phát sanh tư tưởng là chuyện gia đình của sư không được vui, rồi sư có tư tưởng về xuất gia. Và câu hỏi tiếp đó là trong cái bài vừa rồi á, trong cái bài vừa rồi sư nói là sư đi từ cái chùa nhỏ tới tiền viện lớn, rồi nói chung ra là sư có tưởng tượng nhiều, sư mới xuất gia. Thì lúc đó sư còn là cư sĩ, thì từ cái địa điểm này sư qua địa điểm kia thì sư có đi xe, thì sư phải có tiền. Thì lúc đó là lúc mà sư chuẩn bị đi á, là sư đã chuẩn bị kinh phí từ lúc mà sư còn là cư sĩ rồi. Tại vì con có nghe một vị đại đức cũng nổi tiếng khuyên là đời sống xuất gia thì nó không có như là ở ngoài đâu. Thì tụi con muốn như vậy, tụi con phải chuẩn bị tiền từ lúc còn là cư sĩ, để mà khi xuất gia thì phải có một số tiền nào đó, chứ không phải là cứ đi vô cả đầu mà con mong sư nói cái vấn đề sư chuẩn bị. Hình như nếu sư nhớ không nhầm, tên bài kinh đó là kinh Xóm Ngựa. Thì Đức Phật nói như vậy nè, có nhiều loại ngựa. Cái loại ngựa thứ nhất ấy, là nó vừa thấy cái bóng roi là nó chạy. Nó ví như có người mà vừa nghe tới thiên hạ có người chết, có người bệnh, có người già là họ đi tu, giống như trường hợp Bồ Tát Tất Đạt của mình. Trường hợp thứ hai là có con ngựa nó phải bị đánh kha khá rồi đó, đánh vô chúng nó thì nó mới chạy. Giống như có người thấy vợ, thấy chồng, thấy cha, thấy mẹ, thấy người thân quyến thuộc của mình bị già, bị bệnh, bị chết thì họ đi tu. Trường hợp thứ ba là có con ngựa đó nó phải bị đánh bầm dập rồi đó, nó mới chịu chạy. Nó ví như trường hợp là một người tự bản thân họ trải qua một cái kinh nghiệm khủng khiếp trong cái đời sống. Ví dụ như họ trải qua một cơn bạo bệnh, họ trải qua một cái biến cố trong cái đời sống của họ, họ trải qua một cái mà họ có thể chết đi sống lại, và họ tỉnh ngộ và họ đi tu. Thì chỉ có ba hạng ngựa thôi. Nhưng mà còn thời nay còn có một hạng ngựa cuối cùng nữa là đánh chết luôn cũng không chạy, là như nhiều vị trong số chúng ta thà chết chứ không đi tu. Nghe thì nghe khổ, nghe già, nghe bệnh ai cũng sợ hết á, mà kêu tu không ai đi tu. Thì đó là cái loại ngựa thứ tư, chết chứ không chịu chạy. Thì sư thuộc cái loại thứ ba. Có nghĩa là sư cũng trải qua rất nhiều những cái biến cố, và biến cố của sư thì từ nhỏ lẫn chứ không phải là tới lúc lớn. Và mỗi một cái biến cố đó nó là những cái nhân duyên, nó hung đúc cho tới khi giống như là nước nó tích lũy, cho tới một cái lúc nào đó nó tràn ly, thì khi đó là mình bắt đầu là mình nuôi cái mộng mình xuất gia. Cho nên nếu mà nói là một cái trường hợp cụ thể mà dẫn đến cái quyết định xuất gia thì cũng không phải, mà nó là do nhiều cái nguyên nhân. Giống như sư nói là cái quá trình mà sư đi tầm đạo đó, nó cũng vậy, nó là một cái quá trình chuyển hóa, chứ không phải là một cái đùng mà nó ra. Nhưng mà dù sao thì nó cũng còn đỡ hơn là bầm dập rồi đó, nhưng mà kêu tu không tu. Giống như sư thấy có lần sư ở Thường Chiếu thì sư thấy có một chú nghèo khổ đi bán vé số, thì sư nói chú đó tại sao chú không đi tu. Thì chú nói là bây giờ tôi còn con của tôi cho nên tôi không tu được. Mà trong khi đó chú đó cũng hơn 50 rồi. Mà quý vị thử nghĩ, hơn 50 thì con ít nhất cũng phải là hơn 20, hơn 20 cho tới 30. Mà thường cái tuổi 50 thì con cũng cỡ 30. Tại vì hồi xưa thì người ta cũng lấy chồng lấy vợ sớm. Mà tới cái tuổi đó rồi cũng còn lo cho con cho cháu, khổ muốn chết luôn mà không chịu đi tu. Thì quý vị thấy trường hợp này thì nhiều. Cho nên cái việc xuất gia bản thân nó là việc khó. Mình phải giải quyết cho được cái việc của gia đình, mình phải giải quyết cho được
những cái mối quan hệ thì mình mới đi tu được. Và sẵn đây thì sư nhớ có một vị dặn, thì sư nghĩ cũng có lý, là một khi quý vị có cái ý định đi xuất gia đó, đừng có kể cho bạn bè nghe, đừng có kể cho gia đình nghe. Giỏi lắm là tới gần cái buổi mà mình xuất gia thì mình xin phép cha, xin phép mẹ, hoặc mình làm cái tư tưởng thì nó dễ. Chứ còn mà mình kể cho người này người kia nghe đó, thường thế gian họ sẽ bàn ra, họ sẽ làm cách này cách kia để cho mình nhục chí, để mình không xuất gia được. Thì đó là một cái gợi ý. Và cái tiếp theo đó là khi mà sư có cái tâm mà sư xuất gia đó, khi đó sư rất là, gọi là mình rất là nhiệt tâm. Mà theo như trong Phật giáo mình nói thì khi đó gọi là cái xuất gia ba la mật đó, nó trổ quả. Nó giống như là cái trường hợp mà Bồ Tát Tất Đạt của mình, cái đêm hôm đó ngài vượt cổng thành, ngài đi xuất gia. Thì cho dù là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có sập trước mặt ngài thì ngài vẫn xuất gia, ngài không có ai mà cản nổi ngài. Ngài không thể chờ được thêm một giây một nào nữa, là bởi do cái xuất gia ba la mật cái chỗ. Và nhiều người cũng vậy, có những lúc đó, cái xuất gia ba la mật cái chỗ đó, mình sẽ cảm thấy là mình không ở nhà được nữa, và mình phải xuất gia ngay lập tức, mình phải bỏ nhà ngay lập tức. Thì cái trường hợp đó là cái xuất gia ba la mật cái chỗ. Nhưng mà thường một đời người đó, cái cơ hội này không có nhiều đâu, thường chỉ có một lần thôi. Mà nếu như mình không có trân quý cái cơ hội đó, để nó qua rồi mà mình vẫn chưa xuất gia đó, sau này nó muội lượt đi, rồi tới hồi mà mình muốn xuất gia nữa, cái tâm của mình nó không còn như ban đầu. Và khi mà cái tâm của sư khi mà nó muốn xuất gia đó, thì sư bỏ hết, bỏ hết, không có đem theo một cái gì, không có đem theo một cái gì. Và sư có một niềm tin là nhân quả hoặc sẽ có những cái thiện hữu họ hỗ trợ. Và quả thật như vậy. Thì sư có một cái chú bạn đạo, một anh bạn đạo, thì khi lúc đó thì sư tới gặp cái vị này. Và sư nói là bây giờ em muốn xuất gia, em không ở nhà thì em muốn xuất gia. Khi đó trong người sư bỏ hết mà, coi như là những cái thuộc gọi là tài sản của sư bỏ hết. Sư bỏ hết đồ ở trong cấp xe đó, rồi sư gửi xe ở siêu thị, sư để trong đó. Rồi sư đưa ảnh cái thẻ xe, sư nói là liên hệ với gia đình, đưa cái thẻ xe cho gia đình. Rồi gia đình lên lấy xe, toàn bộ đồ đạc nằm cấp xe hết. Và anh này thì ảnh giúp đỡ chi phí để mà tới chùa, để mình xuất gia. Và quý vị thấy là khi đó sư chuẩn bị một cái tinh thần là mình không mang cái gì hết, coi như là mình tin tưởng vào cái phước của mình đủ để mình xuất gia. Và cuối cùng thì cũng tới được. Và khi mà sư ở thiền viện mà sư cảm thấy là nơi này không thích hợp, sư phải đi nơi khác. Quý vị tin không, là khi mà sư có cái ý tưởng đó đó, và sư nghĩ đến một việc là bây giờ không có tiền làm sao đi. Đi xe là phải có tiền xe, bây giờ không có tiền làm sao đi. Ngay ngày hôm sau, có một cái hai vợ chồng Phật tử tới chùa đó, thí chủ tới chùa rồi đãi trai tăng, thì tự nhiên họ nhìn sư rồi họ cho tiền đi về xe. Trong cái vấn đề tu tập đó, đôi lúc cái đức tin nó cũng quan trọng, và mình phải tin vào cái phước của mình. Thật sự mà nói, có nhiều lúc sư tin vào cái phước của sư đủ để mà xuất gia. Và sư không có cái chuyện mà sư tích trữ tài sản, không cần cái chuyện đó. Cho nên sư tin là một khi quý vị có cái lòng xuất gia đó, không cần phải chuẩn bị gì hết cũng được, cái phước nó sẽ tự dẫn dắt quý vị.